Xin các bạn, thời gian vừa qua thì mình thấy một số bạn có hỏi thắc mắc về việc là bị lỗi phông chữ, lỗi phông tiếng Việt khi mà gõ trên Photoshop. Thường thường nguyên nhân này là do các bạn sử dụng những cái phông tiếng Anh mà các bạn gõ tiếng Việt thì nó sẽ bị lỗi như thế. Và trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi này. Đó là chúng ta sẽ sử dụng những ký tự đặc biệt của phông và chúng ta ghép dấu vào cái dòng chữ đó. Đầu tiên là các bạn sẽ gõ một cái dòng chữ không có dấu và sau đó chúng ta sẽ sử dụng những ký tự đặc biệt để ghép vào. Và cách này chỉ được áp dụng ở trên những cái phần mềm thiết kế đồ họa như là Photoshop, Illustrator hoặc là Corel. Còn những cái phần mềm như là Word, PowerPoint hoặc là Excel thì chúng ta sẽ không khắc phục được. Mà các bạn bắt buộc là các bạn phải tìm những cái phông Việt hóa hoặc là những cái phông mà thiết kế có tiếng Việt thì chúng ta mới gõ được. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Khi chúng ta gõ chữ tiếng Việt ở trong Photoshop, nếu như các bạn bị lỗi như thế này, đầu tiên là các bạn hãy mở cái phần Unicode. Chúng ta kiểm tra xem bảng mã các bạn có để đúng là Unicode không. Và kiểu gõ thì sẽ chọn một là Talet, hai là Vini. Nếu đúng như vậy rồi mà vẫn bị lỗi thì các bạn hãy kiểm tra lại bằng cách chọn hết. Chúng ta sẽ chuyển qua phông chữ Arial. Đây là phông chữ mà hầu như là máy tính nào cũng có hết. Và đây cũng là phông chữ Unicode nên các bạn sẽ gõ được tiếng Việt. Và nếu các bạn chuyển qua cái phông chữ là Arial mà nó được như vậy thì tức là cái phông vừa nãy các bạn sử dụng đó là cái phông chỉ hỗ trợ tiếng Anh thôi. Khi chúng ta vừa mới cài Windows vào thì phông chữ ở trong máy nó chỉ có hỗ trợ tiếng Anh thôi. Muốn gõ được tiếng Việt thì các bạn cần phải cài thêm phông chữ tiếng Việt. Chúng ta sẽ lên mạng, các bạn gõ một trong số những cái bộ phông này để về cài đặt cho máy. Thứ nhất đó là phông, các bạn gõ là bộ phông Unicode hoặc là các bạn gõ bộ phông ICL hoặc là bộ phông SVN hoặc là bộ phông UTM. Chúng ta chỉ cần download một trong số những cái bộ phông đó về cài đặt cho máy là được. Mỗi bộ phông thì sẽ có khoảng chừng hơn 100 phông chữ. Và chúng ta chỉ cần cài từ 1 đến 2 cái bộ phông chữ như vậy là đủ. Bởi vì nếu các bạn cài nhiều quá thì khi chúng ta lựa chọn cũng rất là khó, mất thời gian. Sau khi download về trên mạng thì các bạn sẽ được những cái file có đuôi là OTF hoặc là TTF. Chúng ta mở lên thì nó sẽ có giao diện như thế này. Các bạn chỉ cần muốn cài đặt vào máy thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây, chữ Install. Và cái này chỉ cài được từng phone riêng lẻ thôi. Nếu mà các bạn muốn cài nhiều phone cùng lúc thì các bạn sẽ copy. Chúng ta nhấn copy và các bạn mở ổ đĩa C lên. Chúng ta vào một Windows và các bạn tìm cái thư mục là phone. Đây, thư mục phone. Và các bạn chỉ cần nhấp vài chuột, chúng ta chọn dán. Tất cả những cái phone đó nó sẽ được cài vào trong máy. Lúc này các bạn chỉ cần tắt Photoshop hoặc là những cái phần mềm mà các bạn đang sử dụng đi. Và chúng ta mở lại thì các bạn sẽ thấy được những cái phone mà vừa mới cài. Ở đây như là đây là mình cài chủ yếu là cái bộ phone UTM. Và các bạn thấy bộ phông tiếng UTM nó sẽ hỗ trợ được tiếng Việt. Nếu các bạn không muốn sử dụng cái phông khác mà chúng ta vẫn muốn sử dụng cái phông chữ lúc đầu, ví dụ đây là cái phông bị lỗi tiếng Việt, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách khắc phục khác. Đó là chúng ta sẽ viết cái dòng chữ này không dấu.
Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm dấu bằng cách là chèn những ký tự đặc biệt vào. Để chèn dấu vào thì các bạn sẽ sử dụng những ký tự đặc biệt, ví dụ như là chữ tiếng này. Chúng ta sẽ sử dụng cái dấu này. Dấu huyền, dấu sắc và dấu huyền chúng ta sẽ sử dụng cái này. Còn dấu é thì các bạn sẽ sử dụng cái ký tự này. Dấu ư thì chúng ta sẽ sử dụng ký tự này. Và dấu nặng các bạn sử dụng tự dấu chấm. Và dấu ngẽ ở đây. Bây giờ mình sẽ thêm dấu cho cái dòng chữ này. Chúng ta sẽ thêm dấu E. Rồi các bạn sẽ thấy nó quá to thì chúng ta nhấn Ctrl T. Và các bạn chỉnh nó nhỏ lại. Nếu thấy vẫn chưa phù hợp thì chúng ta nhấn tiếp Ctrl T. Và các bạn giữ phím Shift để các bạn kéo nó rộng theo chiều ngang hoặc là hẹp. Bây giờ chúng ta sẽ thêm dấu sắc thì các bạn sẽ sử dụng ký tự này. Ở đây nó là dấu huyền, do đó chúng ta sẽ vào đây chúng ta chuyển đổi. Nó sẽ thành dấu sắc và bây giờ các bạn kéo lên thôi. Tương tự chữ Việt cũng thế, chúng ta sẽ nhân đôi cái dấu E này lên bằng nhấn Ctrl Z. Sau đó chúng ta kéo qua chữ E. Và dấu nặng thì các bạn sẽ dùng dấu chấm. Đây chúng ta sẽ dùng dấu chấm. Nếu như mà thấy to quá thì chúng ta cũng nhấn Ctrl T và chúng ta kéo nhỏ lại. Tương tự, dấu bên kia cũng vậy. Chúng ta cũng nhấn Ctrl Z để copy hai cái dấu E ở bên này. Rồi các bạn kéo sang. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc thêm dấu cho cái phông chữ tiếng Anh.